Thiết bị điện tử công nghệ cao, hotline 0865618226. Xin chào tất cả mọi người đang xem video clip này của mình nhá. Đó thì có rất là nhiều quý khách đã nhắn tin bên mình là hỏi mua về chiếc camera S18 này nhưng mà vẫn băn khoăn về chất lượng hình ảnh quay đêm của nó. Đó thì hôm nay mình làm đoạn video clip ngắn là để test hình ảnh quay đêm trực tiếp cho các bạn xem là nó quay đêm được rõ nét như nào mọi người nhé. Đó. Đây là dòng sản phẩm S18 này. Đấy. À, thì nó có 8 mắt hồng ngoại hỗ trợ quay đêm ở bên hồng ngoại ẩn mọi người nhé. Đó thì sau đây mình sẽ kết nối trực tiếp với điện thoại và test cho các bạn xem chất điện hình ảnh quay đêm nó như nào nhé. Đó, đây mình sẽ bật thiết bị lên này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kết nối với điện thoại luôn. Đó, các bạn bật lên này. Đó. Đợi nó sáng với đèn màu hồng đó. Đây mình sẽ lấy một cái điện thoại nhé. Đây mình sẽ lấy một cái điện thoại smartphone nhé. Và mình và các bạn nào dùng điện thoại smartphone thì tải cho mình cái ứng dụng là V380 Pro. Đó thì khi tải xong thì bước đầu tiên các bạn vào một cài đặt của điện thoại này. Đó. Bước thứ hai vào một wifi. Đấy, các bạn tìm wifi. Các bạn đợi một chút thì chiếc camera nó sẽ phát cho mình cái mã wifi, mã là MV không có mật khẩu. Đó thì đây nó sẽ phát cho mình cái mã wifi MV. Đó khi mình kết nối wifi xong nó hiện ở đây này. Đó, kết nối xong nó hiện sẽ hiện ở trên màn hình nhá. Đó mình thoát ra. Đó khi kết nối wifi xong thì vào cái app là V380 Pro. Đó. Đây, mình sẽ thử trải nghiệm cho các bạn nhé. Đăng ký xong. Đó. Đây, mình sẽ xóa đi này. Đó. Thì khi các bạn kết nối wifi xong thì vào ứng dụng nó sẽ trắng nhè nhé. Thì các bạn kéo xuống, lấy bàn tay vuốt xuống. Đó, nó sẽ hiện ra một cái mã ID này. Thì các bạn ấn vào dấu cộng bên sườn. Đó, nó sẽ hiện là mạng bộ trực tuyến. Thì các bạn ấn vào cái chữ play này. Cái đăng mật khẩu. Đó, các bạn đặt tên, đặt mật khẩu cho cái chiếc camera này. Ví dụ mình đặt tên là Huy123. Huy123. Mật khẩu này. Huy123. Đó, xong các bạn xem là hai cái mật khẩu này đúng hay chưa. Đấy, nếu mà mật khẩu nó đúng rồi nhá. Đây thì các bạn ấn OK. Đó, xong mình sẽ, các bạn ấn vào xem. Đây. Đây mình test chất lượng hình ảnh, đây là quay ban ngày nhá. Mình đang bật điện lên. Đó thì sau đây mình sẽ tắt điện đi và cho các bạn xem chất lượng hình ảnh nhá. Đây mình sẽ cho to màn hình nhá. Đó, đây. Cho to màn hình cho các bạn xem nhá. Đó, đây mình sẽ đi tắt điện đi nhá. Nó sẽ lên màu tím như này. Và các bạn đợi một chút nó sẽ trở về đen trắng. Đó. Đây. Đây nhá, đây là chất lượng hình ảnh quay đêm này. Đó. Góc quay của nó rất là rộng nhá, mắt cam lồi. Đấy, đây là chất lượng hình ảnh quay đêm nhá. Quay đêm của nó là tầm 10 đến 15 mét quay đêm. Đấy. Đây là kho gian hàng của mình nhá. Có rất là nhiều sản phẩm. Đó. Đây. Có rất là nhiều quý khách hàng băn khoăn thì các bạn xem cái video clip này của mình là có thể yên tâm nhé. Khi các bạn nhận hàng bên mình thì các bạn được bật camera lên kiểm tra test thử. Quay đêm được như này thì các bạn thanh toán tiền. Mà không quay đêm được thì các bạn hoàn hàng về cho mình. Mà không mất một đồng tiền phí ship nào cả mọi người nhé. Đó đây. Để chất lượng quay đêm nhé. Đó rất là rõ nét. Đó. Đó, sau đây mình sẽ bật điện lên. Đó, ban đêm nó sẽ về có 6 mắt hồng ngoại này. Đó, 6 mắt hồng ngoại hỗ trợ quay đêm. Đó. Đây.
các bạn đợi một chút nhá, thì hình ảnh nó sẽ lại về có hình ảnh nhá, nó sẽ lại có màu nhá, bởi vì khi mình bật điện lên nó sẽ tự động có màu đó đó đấy nhá. Đó. À, mình test cho bạn. Đó. Thì bạn nào đang quan tâm đến cái dòng camera siêu nhỏ quay đêm SQ18 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình 0865618226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Đó, và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc và được tặng kèm thẻ nhớ là 128GB. Nó nhận hàng các bạn được kiểm tra test thử ok, đúng như video mình đăng quảng cáo thì các bạn thanh toán tiền, mà không đúng như video mình đăng quảng cáo thì các bạn hoàn hàng về cho mình và không mất một đồng tiền phí ship nào cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip.